Cái con đường lát đá này sẽ đi ra đến phía bờ sông mọi người ạ. Đấy, và ở đây mình thấy có một ngôi nhà có một cái kiến trúc cổ này. Đây người ta có các cái chung nước này và có trồng những cái cây sen. Và phía xa xa kia là cái biểu tượng núi sông, núi sông liền sông nha mọi người. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tâm Sư Công Tăng. Hiện tại mình đang ở phía đầu của phố cổ Trúc Sơn. Và bây giờ mình sẽ mời mọi người đi trải nghiệm xem ở khu vực phố cổ này đã có từ lâu xưa nhé. Và trước mặt mọi người đây là cái tòa Tam Thánh Cung. Đấy, và đây là người ta có cả chữ Việt đây này. Đấy, hoặc là người ta gọi đền Tam Tòa hay là đền Mã Tổ, xây vào năm 1876. Đấy, tọa bắc hướng nam, cả ngôi đền có mái hiên vảnh cao ngất, tường đỏ ngói xanh, chạm rồng vẽ phượng, khí thế hoành tráng. Đấy. Và đây là đều có do kiến trúc sư Trung Quốc vẽ hình xong đưa cho công thợ Việt Nam thiết kế điêu khắc và nung đốt, nó rất là kỳ công nha mọi người. Đây là cái tòa Tam Thánh Cung ở khu phố cổ Trúc Sơn. Thế bây giờ mình sẽ đi tiếp vào trong cái khu vực này. Đây, cảm quan mình thấy luôn là các cái con đường bằng đá. Đấy, lát bằng đá này. Có rất nhiều du khách đi trong là cũng mòn này, mọi người. Đấy, và đây là một cái đặc trưng ở bên Trung Quốc này, có các cái đèn lồng. Đấy. Và những cái tòa nhà này cũng rất là cũ kỹ rồi nhé mọi người. Đúng đậm chất một cái phố cổ. Đấy, và ở đây là mình đã thấy là những cái nhà dân khu vực này là người ta đã ăn cơm này. Mình sẽ tiếp tục di chuyển đi vào sâu bên trong này để khám phá. Ở khu vực này mình hay thấy người ta có những cái ảnh, chắc là các cái lãnh đạo ở khu vực này. Đây là mình sẽ tiếp vào cái con ngõ tiếp theo. Ở hai bên tường này người ta có rất nhiều các cái bảng người ta ghi chữ, mình cũng không rõ lắm. Đấy, và những cái nhà này cũng rất là cổ rồi mọi người. Một cái đặc trưng cái nhà cổ đây. Đây là đang mùa người ta thu mua lạc này. Đang lấy mùa lạc này. Đây mình gặp một đàn du khách ở bên Việt Nam mình sang này. Đây. Cảm giác có vui không các cháu? Dạ vui. Đây à? Tỉnh Lâm Đồng là cháu cách Đà Lạt sao không hả chú? Đà Lạt là Lâm Đồng. Đà Lạt là Lâm Đồng, vâng, cháu biết rồi, nhưng mà tỉnh nhớ Lâm Đồng cơ, nhưng mà nó là... Vâng. Đà Lạt là Lâm Đồng. Vâng. Vâng. Còn là Khái, trong Lâm Đồng thì có thành phố Bảo Lộc. Dạ vâng. Thành phố Đà Lạt. Đây nè. Mọi người có thể thấy là một cái căn nhà rất là cổ. Sinh sống. Giờ đây ạ. Đâu để làm rồi sắp đây mà. Đánh nấu. Người Trung Quốc họ luôn luôn dán câu đối và hai hình tượng ông quan. Ông quan vũ á. Đây đây nè. Một số nhà người ta còn ở người ta sẽ dán hình ông quan vũ lên. Bỏ đi hết rồi.
Và người dân hầu như là người ta bỏ đi hết từ dịch Covid đến giờ. À, Covid vâng, vâng. Như nhưng người dân Trung Quốc là trước cửa nhà họ luôn luôn dán làm những câu được câu đối. Đúng rồi. Câu đối đỏ là để cầu tài may mắn. Còn những người mà dán thêm hình ảnh ông quan công quan vũ là để tránh nổi tà ma. Ê, nhà nào hầu như mình cũng hiểu thấy đã tán câu đối ở trước cửa nhà đó, mọi người. Đấy. Và có hình ảnh ông Quan Vũ này để xua đuổi tà ma này, đem lại sự may mắn. Hôm nay ông là Trương Phi, và ông là Trương Phi và Quan Vũ. Và ở đến đây là mình thấy có rất nhiều các cái biển chỉ dẫn. Và cái phía này, ngay khu vực này đây là cái cổng đây mọi người ạ. Cái cổng của cái khu phố cổ đây. Giờ mình sẽ đi ra ngoài này. Bức tường này mọi người có thể thấy là rất là diêu phong cổ kính này, cũng rất là lâu rồi. Đấy, và toàn cảnh cái khu phố cổ đây, phố cổ Trúc Sơn này mọi người. Mình tiếp tục và khám phá đến cái đoạn này xem cái đây mình thấy có các cái biển chỉ dẫn này, có các cái ngách này, không biết là dẫn đi đến đâu. Ồ, đến đây là mình lại thấy có một cái biển hiệu quảng trường hội gặp người thân ASEAN, buổi giao lưu là ASEAN. Đấy. Đến đây là mọi người có thể thấy là nó cũng giống như cảnh làng quê Việt Nam này, có rất nhiều cây tre đây mọi người. Đấy. Các cái xĩnh này, những sành, các cái thảm này. Nhà cũng rất là cổ. Ô, ở đây là mình thấy có một cái khu này như trang trí rất đẹp. Đây mình đi và xuống một cái con đường hai bên là về đặc xe nhé mọi người. Đấy, và ở đây người ta cũng có cái biển hiệu có chữ Trung Quốc. Rất tiếc là mình không biết đọc. Đấy, và có các cái tượng này, người nông dân này, hình tượng người nông dân. Đấy. Ôi, một con đường này đẹp quá. Ôi, giữa trưa mùa hè mà đi ở con đường lát đá này mà hai bên là xe ken đặc này thì phải nói là cực kỳ mát. Đấy, và đến khu vực này là mình thấy mô hình đấy, những người nông dân đây làm động tác theo như mình nghĩ cái này là xay lúa rồi, xay gạo đây, xay bột đây, đây mọi người. Đấy. Rơi với cái càng càng đấy đúng không? Rồi càng. Giống Việt Nam. Đấy, rất là giống với Việt Nam luôn. Đấy, đây là một cái bếp này, cũng có hình tượng một cụ già đang nấu ăn này mọi người này. Đây là mình thấy là họ để một số các cái chung này, chung và luôn luôn là có các cái tượng của những người nông dân nhé mọi người. Đấy, và mình đi qua đây là khu vực này là có mấy công viên, họ đang đánh những cái bản nhạc rất là sôi động. Đây là mình thấy có một cái tượng nữa này của một ngư dân đi biển nhé mọi người nhé. Đấy, và đến đây là mình thấy một công viên rất là đẹp. Đấy, cũng toàn viết chữ Việt. Anh có đi hay không, em đang chờ anh yêu em.
rất là nhiều chữ Việt ở đây nha mọi người nhé. Đây mình giới thiệu cho mọi người, đây là một cái ngôi nhà cổ ở trong cái phố cổ Trúc Sơn này. Đấy, và có một bà cụ già đang làm rau để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Đấy, mọi người, một cái rất là nét xưa luôn. Đấy, căn nhà cổ của Trung Quốc này mọi người, hầu như là toàn bộ mình thấy nhà nào cũng đều dán câu đối ở hai bên mọi người. Đấy, và cái nhà này mình thấy khóa cửa đấy, cho là họ cũng đi làm xa rồi. Đấy, chỗ này là mình thấy một cái nhà hai tầng mà, nhà cổ đấy mọi người. À, bên cạnh là một quán ăn. Và đến khu vực này đây là cái dạng như sân một cái quảng trường này. Đấy, và ở đây mình thấy có cái hòn đá. Đấy, hòn đá người ta ghi rất nhiều chữ nên mình cũng chịu luôn. Và ở đây mình thấy còn một cái tượng của một ông này, chắc là từ thời nhà Thanh này mọi người. Đấy, trang phục của nhà Thanh. Và mình thấy ở đây là người ta có đề năm là 1886 này. Đấy, 1886 này. Đứng ở chỗ là thấy nóng rồi. Từ thế kỷ 19. Đúng rồi, trang phục và thời Mãn Thanh. Và đến khu vực này là mình thấy có một tấm bia. Có một tấm cột mốc này, mọi người. Đấy. Và mình thấy là rất nhiều du khách nha. Người Trung Quốc đến đây họ chụp ảnh. Đây là cái cột mốc. Đấy, và họ bảo quản rất là kỹ càng nhé, không cho tay sờ vào nhé mọi người nhé. Đấy, và đây là người ta gọi là cột mốc biên giới số 1 Đại Thanh Quốc. Đời thứ 16 Quang Tự, tháng 4 năm 1890 sau Công Nguyên. Đấy, cũng ghi rất là chi tiết ở đây rồi. Đến đây mình thấy có một cái sơ đồ. Sơ đồ thời chắc là lâu lắm rồi. Cũng rất là lâu rồi. Và đây là có các cái biển chỉ dẫn này, viện bảo tàng rừng cây Việt này, phố cổ Quốc Môn Trúc Sơn này, phố Trung Việt này, hành lang hướng biển này. Đấy, là cũng rất là chi tiết. Thế vừa rồi mình đã giới thiệu sơ lược về cái khu phố cổ Trúc Sơn, và đến đây là mình cũng xin phép mình dừng video tại đây. Hẹn mọi người ở các video sau. Xin chào mọi người.